Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Việt Sử Tuần Thư. Quý vị thân mến, từ lâu thế giới đã nhiều lần chấn động bởi những dự báo của các nhà tiên tri thuộc thế kỷ trước đang dần dần trở thành sự thật. Đặc biệt, Nostradamus và Baba Vanga có thể nói là những nhà tiên tri nổi tiếng được theo dõi nhiều nhất thời hiện đại. Điều đặc biệt là mặc dù sống khác thời với nhau, Nostradamus sống ở thế kỷ 16, Vanga sống ở thế kỷ 20, nhưng họ đều có chung dự báo về tương lai đầy biến động u ám. Nhìn những gì xảy ra, người ta phải lạnh gáy vì có những tiên đoán trùng khớp đến kỳ lạ giữa hai nhà tiên tri này đã dần trở thành sự thật. Từ đó nhiều người bắt đầu lo ngại về một tương lai đen tối mà họ đã dự báo trước đó. Rốt cuộc những tiên tri song trùng của hai nhà tiên tri nổi tiếng Nostradamus và Baba Vanga là gì, và họ đã dự báo về thảm họa kinh hoàng gì sẽ xảy ra đối với nhân loại trong tương lai? Quý vị hãy cùng theo dõi trong video ngày hôm nay nhé. Những lời tiên đoán đi trước thời đại của những nhà tiên tri thế giới luôn khiến cho mọi người kinh ngạc, đặc biệt là Nostradamus và Baba Vanga. Được biết đến là hai nhà tiên tri nổi tiếng thế giới sống ở hai thời đại khác nhau, nhưng Nostradamus và Vanga lại đưa ra nhiều tiên đoán trùng khớp nhau. Song trùng tiên tri của Nostradamus và Vanga khiến cho nhân loại lạnh gáy. Nostradamus đã từng dự đoán ông Barack Obama sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2013, nhưng sẽ là Tổng thống Mỹ cuối cùng. Về phần mình, nhà tiên tri mù Vanga dự đoán một người Mỹ gốc Phi sẽ là Tổng thống Mỹ thứ 44 và cũng là vị Tổng thống cuối cùng. Tiếp theo là vụ khủng bố 11 tháng 9 và sự trỗi dậy của tổ chức khủng bố IS. Hay khi dự báo về tương lai nhân loại, họ đều có chung cảnh báo về thảm họa thiên nhiên. Những thảm họa này không chỉ lấy đi tài sản mà còn hủy hoại sinh mạng. Kinh ngạc hơn, những dự báo đó của Vanga và Nostradamus lại trùng khớp với những nghiên cứu được ghi chép đầy đủ của các nhà khoa học khí hậu trên thế giới. Rốt cuộc, những tiên đoán trùng khớp của hai nhà tiên tri Nostradamus và Vanga là gì? Nostradamus và Vanga là hai nhà tiên tri nổi tiếng với những tiên đoán đi trước thời đại hàng trăm năm, khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên với khả năng thấu thị của họ. Hàng năm, những dự đoán của họ đưa ra trong suốt cuộc đời lại được diễn giải theo cách có ảnh hưởng đến nhân loại. Nostradamus còn được gọi là Michel de Nostradam hoặc Nostradam. Ông là một bác sĩ, nhà chiêm tinh và nhà tiên tri người Pháp. Năm 1955, ông đã xuất bản cuốn sách nổi tiếng Les Prophètes, tạm dịch những lời tiên tri và được trích dẫn rộng rãi. Nó báo trước chiến tranh, thiên tai, ám sát, tấn công hạt nhân và các cuộc cách mạng sắp xảy ra. Ông đã khiến người ta kinh ngạc với nhiều lời tiên tri trở thành hiện thực sau này như cách mạng Pháp 1789-1799, đại hỏa hoạn London Anh vào tháng 9 năm 1666, Adolf Hitler trở thành nhà lãnh đạo Đức Quốc xã, cái chết của công nương Diana, bão Katrina ở Mỹ, bom nguyên tử và thảm kịch khủng bố đen tối nhất trong lịch sử nước Mỹ xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Nhà tiên tri mù Baba Vanga 1911-1966, một người Bulgaria thần bí, đã khiến nhiều người dựng tóc gáy với nhiều tiên đoán của bà trở thành sự thật như đại dịch Ebola ở châu Phi, sự trỗi dậy của nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo IS, Brexit, trận sóng thần năm 2004 ở Ấn Độ Dương. Baba Vanga sinh ra tại một ngôi làng dưới chân dãy núi lửa ở đế chế Ottoman. Năm 12 tuổi, bà bị mất thị lực sau khi bị một cơn bão quăng cuột trên không. Gia đình tìm thấy bà trong tình trạng thập tử nhất sinh vài ngày sau đó. Bà nói rằng mình đã có trải nghiệm ảo ảnh trong những ngày mất tích. Sau này, Vanga tin rằng mình được truyền cho khả năng chữa bệnh và dự đoán tương lai. Bà qua đời ở tuổi 85 vào năm 1996 và được biết đến với biệt danh Nostradamus đến từ Ban Can. Hồi đó, không phải ai cũng tin những lời tiên tri của Nostradamus sống ở thế kỷ 16 và Vanga sống ở thế kỷ 20. Tuy nhiên, phải tới thế kỷ thứ 21, người ta mới nhận ra rằng những lời tiên tri của họ đang dần trở thành sự thật. Dù sinh ra ở hai thời đại, hai khu vực khác nhau, nhưng Nostradamus và Vanga đã có những lời tiên tri trùng hợp đến bất ngờ. Đầu tiên là lời tiên đoán về Barack Obama. Nostradamus đã từng dự đoán ông Barack Obama sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2013, nhưng sẽ là Tổng thống Mỹ cuối cùng. Đồng thời, ông dự đoán trong năm 2016, Nhà Trắng vẫn còn chơi trò chiến tranh với những kế hoạch hủy diệt thế giới bắt đầu từ Trung Đông.
Về phần mình, nhà tiên tri mù Vanga dự đoán một người Mỹ gốc Phi sẽ là Tổng thống Mỹ thứ 44 và cũng là vị Tổng thống cuối cùng. Bà còn nói thêm rằng sẽ có một cuộc khủng hoảng kinh tế khi ông ấy nhậm chức. Mọi người đặt hy vọng ông ấy kết thúc nó, nhưng điều ngược lại sẽ xảy ra. Ông ấy sẽ đưa đất nước đi xuống và xung đột giữa các bang Nam Bắc sẽ leo thang, bà nói. Lịch sử đã chứng minh Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ thực sự là một người da màu, ông Barack Obama. Tuy nhiên, nước Mỹ vẫn chưa sụp đổ. Tiếp theo là vụ khủng bố 11 tháng 9 và sự trỗi dậy của tổ chức khủng bố IS. Nhiều người tin rằng cả Notre Dame và Vanga đều đã trông thấy sự hiện diện của bóng ma khủng bố này từ nhiều năm trước. Theo đó, nhà văn Pháp Notre Dame đã viết những câu thơ mơ hồ mà các tín đồ tin rằng đó là lời tiên tri kỳ lạ. Hai con chim sắt sẽ rơi xuống từ bầu trời Metropolis. Bầu trời sẽ bùng cháy ở vĩ độ 45 độ, lửa gần thành phố mới vĩ đại. Ngay lập tức, một ngọn lửa lớn, rải rác bùng lên. Trong vòng vài tháng, các dòng sông sẽ chảy máu. Những xác sống sẽ lang thang trên trái đất trong thời gian ngắn. Đây được xem là lời tiên tri của Notre Dame về vụ khủng bố 11 tháng 9. Thậm chí, một tờ báo từng trích dẫn lời ông để dự đoán về sự trỗi dậy của quân đội Hồi giáo cực đoan IS. Một đội quân Hồi giáo sẽ đi diễu hành qua châu Âu, xâm chiếm tất cả và đặt bộ máy cai trị ở London. Kẻ xâm lăng sẽ giết người, hãm hiếp và cướp bóc. Bà Vanga cũng có dự đoán rất nổi tiếng về sự kiện khủng bố 11 tháng 9 và sự hoành hành của nhóm khủng bố IS. Năm 1989, bà nói, kinh dị, các anh em Mỹ sẽ gục ngã sau khi bị tấn công bởi những con chim sắt. Những con sói sẽ hú trong bụi cây và máu của người vô tội sẽ tuôn ra. Những tín đồ của bà Vanga tin rằng con chim sắt ở đây ám chỉ những chiếc máy bay bị cướp. Người anh em Mỹ chính là hai tòa tháp đôi bị đâm. Điều đáng chú ý là bà sử dụng từ bụi rậm có thể là ám chỉ Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là George Bush sẽ lãnh đạo bầy sói trong cuộc chiến khủng bố trả đũa. Nhà tiên tri mù còn nói rằng rất nhiều người chịu đau khổ, bất hạnh sẽ tràn đến từ khắp nơi, động chạm đến tất cả các dân tộc. Mọi người đi chân không, không giày dép, không quần áo, không nhiên liệu và ánh sáng. Rồi đến thời buổi khổ nạn, con người sẽ chia rẽ nhau theo địa điểm tôn giáo. Đây chính là câu nói ám chỉ chủ nghĩa khủng bố của lực lượng nhà nước Hồi giáo cực đoan IS đe dọa châu Âu và nước Mỹ trong năm 2016. Cuối cùng, cả hai nhà tiên tri đều đưa ra cảnh báo rằng thế giới trong tương lai sẽ ngập tràn những thảm họa thiên nhiên từ lũ lụt, hạn hán, cháy rừng. Nghiêm trọng hơn, những trận động đất, sóng thần sẽ diễn ra vô cùng khốc liệt khiến người dân khốn đốn. Những thảm họa này không chỉ lấy đi tài sản mà còn hủy hoại sinh mạng. Nhiều sinh vật sống bị phá hủy ở đây. Không chỉ vậy, những người sẽ chết vì căn bệnh nguy hiểm, bà Vanga nói. Tương tự, nhà tiên tri người Pháp Notre Dame cũng cảnh báo các nước châu Âu sẽ hứng chịu hàng loạt thảm họa liên quan đến môi trường như hạn hán, lũ lụt, cháy rừng. Ngoài ra, nhiều nơi trên thế giới sẽ thiếu đói lớn, gây mất an ninh lương thực và xung đột. Từ năm 1555, Notre Dame đã dự đoán được sự biến đổi khí hậu và nhiệt độ toàn cầu tăng cao. Những vần thơ ông để lại cho hậu thế nói rất rõ. Như mặt trời, người đứng đầu sẽ nhìn thấy biển sáng, tất cả cá sống ở biển đen sẽ sôi lên. Theo dự đoán của ông, năm 2022 sẽ là năm nóng nhất trong lịch sử nhân loại. Bà Baba Vanga cũng dự đoán về loạt thiên tai mà nhân loại phải hứng chịu. Chẳng hạn như vào năm 2022, Ấn Độ sẽ chứng kiến nhiệt độ lên tới 50 độ C và một cuộc tấn công của châu chấu. Sự tàn phá mùa màng vào những mảnh đất nông nghiệp là điều mà bà dự đoán trước. Ngoài ra, bà Vanga tin rằng trong năm nay, động đất, sóng thần sẽ ảnh hưởng đến các quốc gia châu Á và Australia. Thật ngạc nhiên, những lời tiên tri dường như không có căn cứ của Vanga và Notre Dame lại trùng khớp với những nghiên cứu được ghi chép đầy đủ của các nhà khoa học khí hậu trên thế giới. Giáo sư Tim Basmer của Đại học Oxford, Anh cho biết, khí hậu trong tương lai của chúng ta rất có thể sắp trở thành một kiểu luyện ngục trần gian. Các nhà khoa học từng nói, tác động của biến đổi khí hậu cũng tàn khốc như sự rơi của các tiểu hành tinh, chiến tranh hạt nhân do hậu quả của nó trên quy mô toàn cầu. Theo Liên Hợp Quốc, thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra đã tăng gấp 5 lần trong vòng 50 năm qua. Trung bình mỗi ngày khiến 115 người chết và thiệt hại 202 triệu đô la. Tổng thư ký WMO
giáo sư Petteri Talas cho biết, số lượng các hiện tượng thời tiết, khí hậu và khắc nghiệt về nước đang gia tăng và sẽ trở nên thường xuyên và nghiêm trọng hơn ở nhiều nơi trên thế giới do hậu quả của biến đổi khí hậu. Vào tháng 8 năm 2021, Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu IPCC đã ban hành một báo cáo về biến đổi khí hậu trên toàn cầu và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã trả lời rằng đó không khác gì một báo động đỏ cho nhân loại, mức cảnh báo nghiêm khắc nhất. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết những hồi chuông báo động đang vang lên chói tai và bằng chứng là không thể chối cãi. Khí thải nhà kính từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch và phá rừng đang làm nghẹt thở hành tinh của chúng ta và khiến hàng tỷ người gặp nguy hiểm ngay lập tức. Trong 10 năm qua, hàng nghìn nhà khoa học trên khắp hành tinh đã liên tục kêu gọi các chính phủ có những hành động ngay lập tức để cứu trái đất và chính con người. Tuy nhiên, những lời cảnh báo và lời kêu gọi dường như bị át đi trong làn khói lửa bốc lên mịt mù. Trên thực tế, con người đã thải khoảng 2.400 tỷ tấn carbon dioxide CO2 vào khí quyển kể từ năm 1850, gây ra nồng độ khí thải chưa từng có trên trái đất trong 2 triệu năm qua. Trước thềm Hội nghị Biến đổi Khí hậu Liên Hợp Quốc COP26 năm 2021 sắp diễn ra, bắt đầu từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 12 tháng 11 tại Glasgow, Anh, Liên Hợp Quốc liên tục đưa ra những báo cáo về hiện trạng của hành tinh và con người. Hãy xem những vấn đề đang được nhấn mạnh. Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO của Liên Hợp Quốc đã cảnh báo hơn 5 tỷ người có thể thiếu nước vào năm 2050. Riêng trong năm 2018, 3,6 tỷ người không được dùng đủ nước trong ít nhất 1 tháng mỗi năm. 3,6 tỷ người đã mất mạng. Mami Mistotori, đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về giảm thiểu rủi ro thiên tai cho biết, hạn hán đang trên đà trở thành đại dịch tiếp theo và không có vaccine nào chữa khỏi. Hầu hết thế giới sẽ phải sống chung với tình trạng căng thẳng về nước trong vài năm tới. Cầu sẽ vượt cung trong một số thời kỳ nhất định. Liên Hợp Quốc dự đoán rằng đến năm 2050, hơn 80 triệu người sẽ phải vật lộn với nạn đói. Trong khi đó, vào năm 2020, 155 triệu người đang phải trải qua tình trạng thiếu lương thực ở mức khủng hoảng, tăng 20 triệu người so với năm 2019. Bây giờ là lúc để thảo luận thêm về những tiên tri năm 2022 của Vanga và Nostradamus. Năm 2022, họ đã dự đoán gì về thế giới ngoài thiên tai? Năm 2022, theo bà Vanga, sao Mộc có một hiệu ứng hấp dẫn kỳ lạ. Nó sẽ thu hút sự chú ý của các chuyên gia. Điều này có thể dự báo về những hoạt động địa chấn và núi lửa trong quỹ đạo của hành tinh trái đất. Mọi người sẽ quen với loại virus mới. Hai nhân vật quan trọng của thế giới sẽ ra đời. Thế giới sẽ xuất hiện hai luồng tài chính mới chảy từ phương Đông và phương Tây. Và cuối cùng, năm 2022 là năm của người Nga. Người Nga sẽ trở nên giàu có. Nhiều khả năng Trung Quốc sẽ bứt phá để trở thành siêu cường trên thế giới. Nostradamus dự đoán rằng năm 2022, nhân loại sẽ chứng kiến một loạt biến động. Những áng thơ mà ông từng viết được các chuyên gia nhận định và dự đoán như sau. Nostradamus đã viết về một vệt sáng dài trên bầu trời được tạo thành từ tia lửa. Điều này có nghĩa là một tiểu hành tinh có thể tác động tới trái đất, gây ra những biến động trong lòng đại dương. Nhà tiên tri người Pháp dự đoán lạm phát sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát và giá trị của đồng đô la sẽ sụp đổ. Không chỉ vậy, vàng, bạc và tiền điện tử như Bitcoin sẽ được coi là tài sản và mọi người sẽ đầu tư vào đó. Chúng ta chắc chắn đã xem rất nhiều bộ phim nói rằng máy tính và robot sẽ tiếp quản con người và thống trị thế giới. Nostradamus cũng dự đoán như vậy. Ông cho rằng vào năm 2022, trí tuệ nhân tạo sẽ rất phát triển, chiếm vị thế thống trị, đặc biệt là robot giống hệt người thật. Theo dự đoán của Nostradamus, nạn đói trên thế giới có thể gia tăng do xung đột vũ trang. Điều này dẫn đến sự dịch chuyển dân số lớn hơn. Theo nhà tiên tri Nostradamus, có thể xảy ra một vấn đề nào đó liên quan tới vấn đề hạt nhân vào năm 2022, có thể gây tác động tới thế giới. Còn rất nhiều cảnh báo khác liên quan đến thảm họa thiên nhiên và tương lai của con người cũng như sinh vật sống trên trái đất. Thật vô cùng đáng buồn khi đã có rất nhiều những người tiên tri và bằng chứng đến từ các nhà khoa học. Con người cũng đang chứng kiến thiệt hại của họ. Tuy nhiên, mọi người dường như không lo lắng và tiếp tục nhắm mắt làm ngơ về vấn đề này.
Quý vị thân mến, Nostradamus và Baba Vanga đã có những tiên tri trùng khớp và đã trở thành sự thật được lịch sử chứng minh. Do đó, với những dự báo của các nhà tiên tri này về những thảm họa sắp xảy ra trong tương lai, dù có thể biết liệu thời tiên tri có ứng nghiệm, nhưng đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh để con người thay đổi nhận thức và tư duy của mình ngay từ bây giờ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại!